bà không biết cũng như là không hiểu gì hết á. Cho nên là đừng nói nhiều. Trời, hôm nay còn nói tôi nói nhiều nữa hả? Đến nỗi cái quyền nói tôi còn không được nói nữa. Nhưng mà không, tôi với cương vị là bạn thân của bà nên tôi sẽ nói. Bộ bà tính livestream sống ảo cả đời hả? Rồi hả, tính hả sống ảo tới già luôn hay sao? Ông ơi, kiếm tiền là chính. Bây giờ đang trong cái giai đoạn gia đình khó khăn như vậy, đúng không? Đó, bây giờ phải gom tiền đưa đủ cho bà Trúc nè. Đó, nếu mà không đưa được là bà qua bà cào nhà cào đầu tôi với ông. Rồi mấy đứa nữa, tôi còn thiếu nó. Hồi sáng này nó hối, nó thúc giục tôi. Tôi hẹn nó tới ngày tới giờ. Đó, bây giờ con Liên mà nó không like là cái nhà này cắn lưỡi, húp cháo mà ăn, hiểu chưa? Con là con duy nhất của cha mẹ thì con phải thương cha mẹ mình chứ. Bây giờ con kiếm được tiền, đúng không? Về ba mẹ trả nợ, trả dần hết những cái khoản nợ đó, rồi còn dư được chút đỉnh nữa để mẹ gầy dựng lại cái công chuyện làm ăn của mẹ. Nghe không? Con có thương ba mẹ không? Thương không? Thương. Đó, thương thì cứ làm mọi chuyện theo mẹ quyết nha. Đừng có cãi lời mẹ gì hết. Điểm kém. Đây, đã không có được đẹp rồi mà còn điểm kém nữa. Đâu, trả đây. Ê, con nhỏ kia, dám nói chuyện với tụi tao vậy hả? Tao đánh mày bây giờ. Đó là cách cư xử của những người nổi tiếng. Nó nghĩ nó nổi tiếng rồi, hiểu không? Ê, nó tên gì quên rồi, nickname trên mạng á. Cái gì? Hả? Tôi không có nickname gì trên mạng hết á. Bà nói gì tôi không có hiểu. Trả đây tôi vậy. Ê, không hiểu hay là cố tình không hiểu? Chắc là không hiểu á. Tao sợ quá. Hai tôi ta đừng. Xin lại đây. Lại đây. Muốn lấy không? Nè. Sao nhìn con này hết ghét quá à? Bà trả cho tôi. Bà ăn làm gì vậy? Liên có sao không? Coi. Sao hai bạn lại show Liên? Đây là chuyện con gái của tôi, cần gì ông phải xen vào. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không nên động tay động chân với nhau đâu. Là con gái mà, thì miệng nến na xíu đi. Với lại có gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau, vậy không tốt sao? Cái gì vậy? Bài kiểm tra của Liên trả lại cho Liên đi. Chỉ là kiểm tra 15 phút thôi mà, còn gỡ được. Ngày mai giờ ra chơi á, tới chỗ của Khôi coi có mấy công thức chắc giúp được Liên á. Cảm ơn Khôi. Có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè trong lớp thôi mà. Giúp đỡ nhau được cái gì thì giúp. Tóc Liên nó bay vào mắt kìa. À, mình đi thôi, Khôi cũng tiện đường á. Đau, đau tao mày. Rồi sao lúc nãy á, mày không làm gì nó đi, vạch mặt nó luôn. Mày bình tĩnh đi. Con nhỏ này, tao sẽ làm cho nó thốt lên. Ước gì mình được chết liền. Liên khỏe chưa? Liên cũng đỡ rồi.
mặt mày nhợt nhạt như vậy chắc bệnh không nhẹ đâu đúng không? Ủa mà sao Khôi biết tôi ở đây vậy? À, hồi nãy á Khôi có qua nhà tìm Liên mà bà gái nói Liên mới đi ra ngoài dạo để hóng gió. À, Khôi có chuẩn bị cái này cho Liên nè. Tự tay Khôi nấu không quá nha. Ráng mà ăn tẩm bổ. Với lại ở trên lớp Khôi có chép lại mấy cái bài hồi nãy Khôi gửi cho cô rồi. Liên ở nhà nhớ ôn tập, tại vì cũng sắp thi rồi. Với Khôi cũng note lại mấy công thức, nhớ học hành cho đàng hoàng nghe chưa. Nhìn nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì hả? Hả? Không, không có, không có. Tại không hiểu sao tự nhiên Khôi tốt với tôi vậy. Tôi tưởng là mấy người hiểu rồi chứ. Hiểu gì? Khôi thích Liên. Bài kiểm tra của Liên, trả lại cho Liên. Ngày mai giờ ra chơi á, tới chỗ của Khôi. Khôi có mấy công thức, chắc giúp được Liên á. Cảm ơn Khôi. Tóc Liên nó bay vào mắt kìa. À, nhìn nhìn tôi dữ vậy, mắt tôi dính gì hả? Hả? Không, không có, không có. Tại không hiểu sao tự nhiên Khôi tốt với tôi vậy. Tôi tưởng là mấy người hiểu rồi chứ. Hiểu gì? Khôi thích Liên. Liên đã ngủ chưa? Liên chưa ngủ. Khôi cũng vậy. Tự nhiên khó ngủ quá. Cứ nghĩ về Liên. Tôi cũng đang nghĩ về Khôi á. Thiệt hả? Cảm xúc của Liên về Khôi như thế nào? Thật ra Liên cũng thích.
Thật ra Liên cũng thích Khôi nữa. Khôi vui lắm. Thấy Liên cứ lạnh lùng. Trước giờ Khôi nghĩ Liên không có thích Khôi. Đâu có. Tại Liên ngại. Giờ cũng không dám tin có một ai đó thích mình. Họ chưa thích vì chưa nhận ra điểm tốt của Liên thôi. Cẩn thận với Khôi đó. Cậu ta không có ý đồ tốt với bà đâu. Gì? Đang vui phá cảm xúc của ta. Đồ đạo đức giả. Chào mừng các bạn trở lại với buổi livestream của Hot Girl Phố Cao Sang tối nay. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách biến hình trở thành một công chúa Disney kiều diễm chuẩn bị đến dự buổi dạ hội cùng hoàng tử nha. Alo. Dạ. Trời ơi, dạ. Em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, không nhờ chị chỉ điểm là không có được gì hết á. Em cảm ơn chị yêu nhiều. Dạ. Lần này em nói chị nghe nha. Em có bằng chứng hết rồi. Ủa, em thu thập kỹ lắm. Coi như lần này là em vạch trần bộ mặt của ổng liền. Thôi ôi, ổng hay giả bộ là ổng thanh liêm. Ổng trong sạch. Rồi ổng đàng hoàng tử tế lắm. Thôi bây giờ em có bằng chứng rồi nha. Cái kiểu này là coi như là vạch mặt ổng luôn. Ổng khỏi diễn kịch với em. Dạ. Mà chị, em cảm ơn chị nhiều. Với lại chị sắp xếp thời gian coi bữa nào rảnh rảnh đó. Rồi hai chị em mình ăn cơm. Em mời. Dạ. Nữa. Rảnh quá à. Sao anh rảnh ghê vậy đó. Tự nhiên ngồi coi ba cái live stream mà tào lao gì đâu không à. Cái thời gian rảnh này đó làm gì? Đi thu thập chứng cứ để mà tố giác ông Liêm đi. Em đang mang thai sao không có nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Đi lanh quanh vòng vòng ngoài đường để mà làm chuyện xấu vậy chứ vậy. Em mà làm vậy là không có phước đức cho con đâu đó nha. Trời đất ơi. Ăn bậy được. Mày đừng có nói bậy. Nghĩ sao tự nhiên cái quở em là không có phước. Anh kỳ cục ghê vậy đó. Cái này là em đang tạo phước để giúp cho hả cái khu phố mình mọi người là tỉnh ra, không có bị lừa nữa. Mình phải loại bỏ những người nào mà hả ăn gian ăn dối, rồi những người nào mà trục lợi cho bản thân, cho khu phố của mình á là khu phố mà nó trong sạch hơn, đáng sống hơn mà. Mà anh nghĩ á, chú Liên không phải là người vậy đâu. Ủa sao anh biết không phải như vậy? Em đã liệt kê hết danh sách rồi. Đó, coi như là cái danh sách mà lúc mà chú Liêm thu nè, lúc chú Liêm chi nè. Trời ơi, nó có một cái khoản mà hả trên là rất là cao. Em có chắc không? Lỡ như là nó phát sinh ra thêm như thế nào thì sao? Mình là hàng xóm với nhau á, nếu mà em làm cái này không chính xác á là khó nhìn mặt nhau lắm. Anh yên tâm, bình thường là em đã không có nhìn mặt ổng rồi. Thôi nên bây giờ đâu cần quan trọng cái chuyện mà nhìn hay không nhìn. Em nói anh nghe nè. Cái lần này đánh là chỉ có thắng lợi thôi. Em chắc chắn lần này là cái chức tổ trưởng tổ chân phố sẽ thuộc về hai vợ chồng mình rồi. Lạ ghê chị ha. Vợ tiến sĩ cũng lạ ghê luôn ha. Hẹn chị em mình đứng ngoài bãi cỏ ngộ không? Dạ không có phải. Hồi nãy là em thấy trên trang cá nhân của chị Trúc nè. Có để là hai chị đang đi uống cà phê ở gần cái khu này đó. Đó, uống cà phê đó em. Dạ. Theo dõi. Dạ không có. Em biết hai chị ở đây. Rồi em sẵn tiện em chạy gần hai chị. Rồi em qua cái cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc nè. Có mua gửi hai chị hai bộ mỹ phẩm. Trời đất ơi. Dạ trời ơi chị ơi. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Hai chị em quen xài hàng châu Âu rồi, không có quen xài hàng châu Á.
Thật sự á, cái sản phẩm này nè, em thấy là nhiều chị em phụ nữ xài tốt dữ lắm, ngay cả em xài cũng tốt. Ừ. Tại vì mình da châu Á mà, mình xài sản phẩm châu Á thì em nghĩ là nó phù hợp với da của mình hơn. Đúng rồi. Dạ chị em mình nhận mà, nhận đi mà, để cô vui vui. Dạ, chị hai chị thử sử dụng nha. Cái món quà này coi như là món quà em thay lời xin lỗi hai chị về cái lớp học làm sang của em đó. Trời đất ơi, cái câu chuyện đó xưa lắc xưa lơ mà cô Mơ nhắc làm cái gì nữa. Thôi bỏ qua đi. Dạ. Nói chung á, chị hẹn chị chút với tôi á, ra đây làm gì? Rồi bà đặt quà cáp, muốn gì nói thẳng đi. Ngày hôm qua em có gửi cho hai chị cái tài liệu đó, không biết là chị coi chưa? À, tối hôm qua chị bận quá chị chưa có xem luôn. Còn chị nha. Tôi không có lưu số điện thoại của cô Mơ nên tôi không có biết, tôi không có mở ra xem. Tối hôm qua không coi được thì giờ cái chị coi cũng được, không sao, không có muộn. Thật sự tài liệu này là em thu thập là tố giác chú Liêm về cái vụ mà biển thủ nè, ăn chặn nè, bớt xén cái số tiền quỹ của khu phố mình đó. Trời, kỳ vậy? Chị nha. Dạ? Chị không có được nói bậy nha. Chú Liêm là một người gọi là liêm khiết nhất ở trong cái khu phố này. Sao mà có chuyện chú Liêm mà ăn chặn tiền ở đây được? Chị ơi, thấy chưa? Hai chị nào cũng tin chú Liêm một người hoàn hảo. Thật sự cái đó chỉ là một cái lớp mà vỏ bọc thôi, tạo ra sự hoàn hảo để cho mọi người tin thôi. Nhưng khi mà em thu thập bằng chứng này rồi thì mới biết ra là những cái đó chỉ là ảo thôi, không phải là thiệt. Nhưng mà khoan. Dạ. Tóm lại á, chị thu thập bằng chứng chú Liêm để làm gì? Dạ thật sự thì em muốn hai chị, cái ngày mà họp tổ dân phố của mình á, hai chị dũng cảm lên, mạnh mẽ lên, đứng về phía em. Em muốn lật tẩy chú Liêm vì cái bộ mặt mà gian dối trá, ăn chặn cái tiền khu phố của mình, để chú Liêm từ bỏ cái chức tổ trưởng luôn. Ủa, rồi tự nhiên đi từ bỏ chức tổ trưởng rồi xong là ai đi làm tổ trưởng? Đúng rồi. Trời ơi, ai làm? Chị có biết là cái công việc tổ trưởng là dành cho mấy người mà lớn tuổi hoặc là nhàn rỗi hay nọ ta mới làm. Dạ. Thật ra cái chức vụ tổ trưởng này á là chỉ là ăn cơm nhà, giác tù và hàng tổng thôi. Làm ba cái chuyện bao đồng ai mà làm đâu. Đúng rồi. Chị yên tâm đi, cái chuyện mà chú Liêm mà từ bỏ thì có chồng em đứng ra thay thế chịu trách nhiệm hết luôn. Hai chị cứ yên tâm. Được á. Chị, cái gì mà được? Là sao? Được. Sao mà được? Dạ. Yên tâm đi, hai tụi tôi là sẽ ủng hộ hai vợ chồng cô nha. Trời ơi, chị nói như vậy thì trời ơi, chạm vào trái tim của em luôn á chị. Em cảm ơn hai chị nhiều. Thôi em có chuyện hẹn người khác rồi, gặp hai chị sau nha. Rồi ok. Dạ, em đi trước nha. Cảm ơn dạ. Con nha. Chị bị cái gì vậy? Sao tự nhiên chị... Trời ơi, nhìn cái mặt con mụ đó là gian dối. Trời ơi, nó hay ra vẻ lắm. Chị nghĩ sao chị ủng hộ? Trời ơi, chị đâu có ủng hộ. Chị không ủng hộ, chị không hề tin luôn á. Nhưng mà em biết sao không? Cái khu phố của mình nó sắp có biến rồi, sắp có chuyện xảy ra rất là vui đó. Cho nên á, mình phải kích vô để cho nó sôi nổi hơn. Ủa là sao vậy chị? Thôi, em cứ đi mưa rồi nè, rồi em sẽ biết. Ủa... trái cây bữa nay hiếm quá, không biết vô đây đãi dân khu phố mình đủ không đây. Chú Liêm! Trời đất ơi, làm cái gì mà chạy giống như là chủ nợ nó dí vậy hả? Đâu có đâu, con phải tranh thủ có mặt sớm để mà con không muốn bỏ lỡ cái cuộc họp quan trọng này đâu. Con là người đến sớm nhất luôn đó ha. Phải không? Con mình chú à, với con à. Dạ, hên quá. Trời ơi, cư dân này á, con biết rồi, có bao giờ mà đi họp đúng giờ ở đâu. Dạ. Ủa mà bữa nay con không có đi làm à? Thì con xin nghỉ làm một bữa. Trời ơi, cái cuộc họp của tổ dân phố có quan trọng gì đâu, tự nhiên đi xin nghỉ việc làm chi? Cái công việc của con mới xin vô làm mà bây giờ nghỉ kiểu đó mất điểm với cơ quan mình đó. Không có sao đâu chú, công việc thì từ từ con lấy điểm lại. Nhưng mà bữa nay là cái bữa quan trọng, một trận chiến quan trọng này, con không để chú cô đơn một mình đâu. Có cái gì cũng bình tĩnh từ từ. Dạ, chào chú Liêm. À. Ủa, chào con đồng. Chào anh chị. Công nhận cậu đúng là cư dân gương mẫu khu phố này luôn đó. Dạ. Tới rất là đúng giờ. Dạ. Chào chú. Cậu đọc nha. Chào anh rồi. Thôi, nè. Cậu Cao, rót nước mà mọi người ứ giùm tôi, xa quá tôi giới. Dạ. Nó hơi phiền. Với cô Mơ. Dạ. Cô ăn trái cây kìa. Dạ dạ. Cây nhà lá vườn á. Dạ. Người nhà của tôi ở dưới quê gửi lên đó. Xin dạ cảm ơn chú. Nhìn con không ư nổi. Trời đất ơi, hợp hành tôi tới sớm gì mà cũng đông đủ quá ha. Chào chị. Chào cô Trúc. Dạ, chào mọi người. Dùng nước đi cô. Dạ. Uống đi em. Ê, trời ơi. Sao? Chả có độc đó. Độc gì?
độc dược. Chị ơi, trà này không có độc đâu. Có độc là độc lòng người á. Nha chị. Ủa, mọi người họp rồi hả? Vân xin lỗi, Vân đến trễ nha, con xin lỗi chú Liêm nha. Tại dạo này cơ thể của Vân hơi nặng nề, nên Vân đi hơi chậm á. Mọi người chờ Vân có lâu không? Ủa chị, tới rồi dạ. Đó hả? Mình đi họp đó, đâu có đi ngủ đâu, mang theo cái gối làm chi vậy chị? Trời ơi, mới đi độ cái vòng 3. Trời ơi, mọi người thấy Vân có đẹp hơn không? Đó, xuất phát cho em ngồi. Ủa rồi nãy giờ mọi người họp chứ vậy? Ủa chú họp chưa chú? Còn thiếu một hai người nữa, nhưng mà mình không thể nào mình chờ họ đến đủ thì nó mất thời gian của mình. Thôi giờ chúng ta vô cuộc họp luôn nha. Ai có ý kiến đầu tiên nè? Dạ con đại diện đi. Thôi mời cô mời. Dạ hiện tại thì trong tay tôi có bằng chứng. Coi như là muốn tố giác chú Liêm một thời gian dài là biển thủ tiền của khu phố mình. Trời. Là coi như là tất cả các tiền hoạt động nè, tiền phong trào nè, tiền xây dựng khu phố của mình. Ủa có hả chú? Bây giờ chú Liêm, không biết là cái vấn đề này chú sẽ giải thích như thế nào chú Liêm? Tôi ghi nhận cái sự nhiệt huyết của cô Mơ về cái chuyện mà chống tham ô, tham nhũng hoặc biển thủ gì tiền của khu phố. Thấy không? Nhưng mà cô cho tôi hỏi một câu. Dạ. Tất cả những cái số liệu mà cô nói nãy giờ đó là cô lấy từ đâu ra? Dạ thưa chú, thì cái số liệu mà chú đăng lên hội nhóm đó con có thu thập hết. Con đi hỏi coi như là cũng 10 cửa hàng vật liệu xây dựng thì con thấy cái giá của nó khác hoàn toàn chú à. Con người tôi rất là kỹ tính. Tôi mua một cái món gì, kể cả một cái viên gạch, tôi cũng phải đều có hóa đơn chứng từ đàng hoàng hết. Đó trời ơi, chú có hóa đơn kìa. Chú, thật sự ra nói hóa đơn thì nó cũng không có chính xác đâu. Này chú tính không, hóa đơn thì ghi vậy thôi. Chú có thể nói chuyện ngầm với cái người cửa hàng đó. Người ta chủ người ta ghi ta kê khống lên cũng được vậy. Này nè chị, nãy giờ là tôi nhịn dữ lắm luôn rồi. Tới nước này mà chị còn cố tình vui khống chú Liêm là sao? Tôi nói anh Cao nha, anh là chồng của cổ, anh phải kìm cổ lại nha. Chứ đừng có nói chuyện bậy bạ gì, chú Liêm là người lớn nha. Để em. Nè, ủa làm gì binh chú Liêm dữ vậy hả? Tôi nói đúng thôi chứ. Ủa tôi đâu có nói bậy gì đâu. Tôi muốn khu phố của mình là được thanh lọc. Cho hả, cái khu phố này được sạch sẽ, là một khu phố đáng sống. Ủa nè, bên quá có phải là do ở thuê nhà chú Liêm, rồi bên chú Liêm, chứ không bên ổng đuổi rồi sao? Trời ơi, vậy luôn á hả? Không có mọi người. Nè chị, tôi tức chị quá. Chú Liêm không bao giờ đuổi tôi, nha chị. Chị đừng có nói kiểu đó nha chị. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, thấy sợ rõ luôn. Ủa kỳ vậy, mang cái mác là công tử. Đó, muốn ở nhà nào ở mà sao... Sợ chú Liêm đuổi không cho ở nữa vậy. Ủa? Hay là đằng sau đó có thỏa thuận ngầm với chú Liêm? Trời ơi. Chị đừng có ngậm máu phun người á chị. Thôi, ngầm nữa hả? Tất cả mọi người thắc mắc cái điều gì, tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu cái điều đó. Nha. Bây giờ anh dày, mời cô Mơ coi lại những cái chứng từ, những cái hóa đơn mà tôi mua, tôi sửa chữa cái gì ở khu phố mình á. Về cái sửa cái con đường, vật liệu xây dựng tôi cũng có. Ha, sửa cái khu vui chơi, sửa cái nhà văn hóa khu phố mình á, tất cả tôi ghi chi tiết ở trong này hết. Đây, mời mọi người. Còn cái vật liệu xây dựng mà tôi mua để tu bổ hoặc là sửa chữa gì trong khu phố mình á, tôi đều mua ở cửa hàng xây dựng của chồng cô Trúc. Có đúng không cô Trúc? Đúng rồi, tôi xác nhận điều này là 100% là có nha. Tất cả những cái gì mà sửa sang ở khu phố mình á, từ cái cục đá nè, viên gạch rồi những cái cây sắt thép gì đó là chú đều mua bên công ty của chồng của tôi đó. Mà tất cả đều có hóa đơn hẳn hòi nha, nè, đó. Chú Liêm, chú. Trời ơi, chú Liêm. Chú Liêm. Cái gì vậy? Chú tỉnh dậy, con tức quá. Trời ơi, đang ngủ ngon làm gì giật mình vậy đồng. Ủa sao giờ này chú còn ngủ nữa? Ủa mà chuyện gì? Bà Mơ bà không có để chú yên. Bà đi thu thập mấy cái bằng chứng mà chú biển thủ giá vật liệu xây dựng gì đó. Bây giờ nè, con nghe chú hỏi nè. Dạ. Con tin chú không? Con tin. Vậy là được rồi. Nghe. Cổ càng tìm cách du khống chú á, thì càng làm trò cười cho thiên hạ thôi. Nhưng mà chú ơi, con không có cam tâm. Con yên tâm đi. Không có cái gì mà con phải lo lắng. Con phải lăn tăn hết trơn á. Nha. Từ khi mà chú nghĩ đến cái chuyện mà sử dụng tiền của tập thể á, dạ, chắc chắn một điều sẽ xảy ra cái chuyện này. Cho nên chú đã chuẩn bị kế hoạch hết rồi. Chị, sao chị không có nói trước em cái chuyện này?
Ủa, đâu có hỏi tôi đâu tôi nói. Bởi vậy á, tôi mới nói chú Liêm á là tổ trưởng liêm khiết nhất cái khu phố này. Chị á, chị đúng là rảnh rỗi quá, đi vu khống cho chú Liêm. Ừ. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Nè, chị nói ai là nhàn cư vi bất thiện hả? Thôi em, thì... thôi, mình sai rồi. Em xin lỗi chú Liêm đi. Đúng rồi, xin lỗi đi. Xin lỗi xin đi. Xin lỗi chú Liêm đi. Xin lỗi đi. Mắc gì tôi phải xin lỗi? Chú Liêm, con thấy chú cũng giỏi quá à. Chú hả, thỏa thuận ngầm với mọi người hết rồi. Con nói chú biết, lần này con lật đổ chú không được thì chắc chắn tương lai á cũng sẽ được thôi. Trời, ghê quá. Cùng ơi, nếu như cô với chồng của cô mà muốn cái chức tổ trưởng tổ dân phố này đến mức như vậy á, tôi sẵn sàng nhường cho. Đâu có được. Con không có đồng ý. Mọi người có đồng ý không? Không, không, không. Chắc không chắn không có được nha. Không nha. Không thể nào giao cái chức vụ tổ trưởng này cho mấy cái người mà để tạo điều kiện cho người ta hả? Kiếm chác. Đúng rồi. Ăn tiền. Chức tổ trưởng là phải để cho chú Liêm. Đúng một rồi. Một người liêm khiết nhất cái khu phố này. Mọi người đồng ý không? Chính xác. Đúng rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý luôn. Được lắm. Mấy người được lắm. Hãy đợi đó. Anh. Thôi. Đi về. Em về nhà trước đi. Chút nữa anh về. Đi về đi. Đi, đi về đi. Được lắm. Đợi tôi đó. Đợi làm gì? Đợi chi trời. Dạ. Thưa chú Liêm, ngày hôm nay vợ con sai quá. Nên con xin phép là xin lỗi chú Liêm. Cho tôi xin lỗi mọi người nha. Không anh sao đâu. Anh Cao. Vợ anh sai là chắc chắn rồi. Nhưng mà anh cũng có một phần sai. Bản thân mình là đàn ông, mình phải có chính kiến của mình. Đâu thể để vợ anh làm càn như hoài được. Đúng, đúng rồi. Rồi. Anh là tiến sĩ mà anh sợ vợ vậy ha. Có ngại ha, coi chừng cái ảnh hưởng đến cái chức vụ của anh nó cắt mất cái chức luôn á. Thôi rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Thôi xin phép mọi người nha. Hôm nay em đã chụp hình đăng phây chưa? Chờ đợi bao nhiêu like, cố lên, ngày của em.